Xin chào cả nhà mình nhé. Phiên hiện nay là phiên trưa của ngày 6 tháng 11 năm 2021. Trưa nay vườn lan Cường Thúy nhà em tiếp tục cập nhật chia sẻ với các bác một số dòng hoa Tết mới cập bến. Địa chỉ vườn lan Cường Thúy là ngõ 941 đường Trần Huy Liệu, thành phố Nam Định. Số điện thoại để các bác đặt hàng là số điện thoại 0981550768 và số điện thoại 0817892229. Cả hai số điện thoại trên em đều dùng Zalo nhé. Bên cơ sở nhà em có nhận ship hàng toàn quốc. Phí ship bên nhà em là đồng giá 40.000 một đơn hàng. Có nghĩa là các bác mua một cây cũng 40.000 và 10 cây cũng 40.000. Trưa nay em sẽ giới thiệu với các bác mặt hàng hoa Tết, đó là địa lan hương cát cát, châu rừng bóc trụ. Đẹp long lanh luôn đây này, siêu hoa Tết. Và cái mặt hàng nó gọi là siêu siêu hoa, đó là thanh đạm Indo. Ngoài ra nhà em vẫn tiếp tục thanh lý châu Thái thuần. Hàng nó bị lỗi lá vận chuyển một chút. Đấy. Sau đây em sẽ giới thiệu vân vân và rất nhiều mặt hàng. Sau đây em sẽ giới thiệu với chi tiết từng đơn hàng một đến các bác ạ. Tiếp em giới thiệu với các bác, đây là một mặt hàng nữa là thanh đạm siêu nụ nha các bác nhá. Ui giời ơi, nói về cái dòng hoa thanh đạm thì cực kỳ là thơm, cực kỳ là quyến rũ. Cái mùi thơm nó như là cái mùi thơm kẹo hoa quả ngày Tết ấy. Đấy, cái này nó nở hoa, nó lại nở đúng dịp Tết nha các bác nhá. Siêu nụ luôn. Em cho các bác xem mặt hoa này. Cái này hoa nở chuẩn Tết luôn các bác nhá. Mặt hoa đấy. Các bác nhìn thấy chưa? Siêu hoa luôn. Đây. Siêu hoa luôn đấy, các bác nhìn thấy chưa? Còn đây là cái giò mà khách nhà em mua đây, về khoe cho em mê em đây. Đây các bác nhìn này. Đấy, đây là người ta ghép có một chậu thôi. Nếu mà mình ghép 2-3 chậu nó sẽ ra một suối hoa như thế này. Một chậu siêu to khổng lồ như thế này. To lắm ấy các bác ạ. Đây đây này, em bê không nổi đi này. Một chậu này nó trung bình nó trên 20 thân nhá. Nụ đây này, các bác nhìn xem này, nó siêu nụ luôn. Một cái nhánh này nó có trung bình nó ra 2 nụ đây, em nói không sai nhá, các bác nhìn thấy chưa? Cái củ này 2 nụ này. Đấy, bây giờ nó vẫn đang tiếp tục đây đi nụ này. Các bác thì em cho các bác xem cái chậu này có phải là siêu nụ không? Này. Đấy. Cây nào cũng 2 nụ nhá. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Cây nào cũng 2 nụ, 3 nụ này. Một chậu siêu to khổng lồ lúc này em chia sẻ đến các bác giá cực kỳ yêu thương luôn. 380k một chậu. Đây em cho các bác xem. 380k một chậu nhá. Hoa thì cực kỳ thơm. Đấy một chậu này. Mình nên mua nếu các bác nào mà muốn chơi say hoa ấy. Mình nên mua tầm 2-3 chậu về mình ghép vào một cái chậu, một cái giò, một cái chậu gỗ để trông cho nó thẩm mỹ, nó đẹp. Hoa ra nó sẽ hoa ra một suối hoa. Đây các bác nhìn này. Nụ đây nhá, cây trắng trắng này là nụ nhá. Siêu hoa chưa các bác? Quá siêu hoa luôn. Giá này cực kỳ yêu thương luôn. Đấy các bác nhìn này. Ui trời ơi. Nụ ơi là nụ này. Kinh khủng dã man luôn ý. Này các bác nhìn này. Đấy. Nụ đấy. Nhà em về bạc ngàn nhập số lượng lớn, hàng trực tiếp nhập bên Thái cho nên giá cực kỳ yêu thương luôn. Giá 380k một chậu, giá trên chưa bao gồm phí ship này. Chậu siêu to khổng lồ luôn ý. Đẹp lắm ý. Và một cái lưu ý nhá các bác nhá, riêng cái dòng thanh đạm này hoa nó không được mướt mát. Thi thoảng, à cây nó không được mướt mát. Thi thoảng nó có một cái vết lá như vậy nhưng mà không sao nhé, thi thoảng nhé các bác nhá. Đấy, không sao. Cái dòng thanh đạm này nó thế ạ. Và đây là cái lô địa lan hương cát cát. Nói về cái dòng hoa địa lan hương cát cát này thì cực kỳ là nổi tiếng. Hoa cực kỳ là thơm. Đấy, đã thơm này còn siêu hoa nhá. Em cho các bác xem mặt hoa này. Đấy, hoa vàng ruộm luôn nhá. Hoa vàng này. Gọi là hương cát cát cho nên nó cực kỳ là thơm nhá. Một chậu như vậy nó có trung bình này. Nó có đang có trung bình, có đang có ba ngồng hoa nha các bác nhá. Ba ngồng hoa này. Ngoài ra này, mầm vẫn đang tiếp tục đi lên các bác nhá. Mầm hoa mới lại mầm cây vẫn đang tiếp tục đi lên. Cái hàng này thì về mình lên là sang một cái chậu sứ cho nó đẹp cho em.
để cho thứ nhất là nó cho nó đẹp, và thứ hai là để cho nó đất nó có phát triển, nó sẽ mọc thêm được nhiều cây nhá. Một chậu như này em chia sẻ đến các bác giá cực kỳ yêu thương luôn, 220k một chậu, gồm có 3 ngồng hoa. Đang có 3 ngồng hoa này. Giá trên chưa bao gồm phí ship nha các bác nhá. Các bác vui lòng cộng thêm phí ship cho em. Bên nhà em không bao ship. Hoa cực kỳ thơm. Em cho các bác xem mặt hoa lần nữa này, gọi là hương cát cát nha các bác nhá. Hương cát cát. Đấy. Các bác nhìn thấy chưa? Cực kỳ đẹp luôn. Như là một rừng hoa luôn ý. Các bác lên mua 2-3 chậu về mình ghép vào thì nó sẽ ra một rừng hoa. Đây, tiếp theo em đi lên mặt hàng khác nữa để giới thiệu đến các bác ạ. Em còn một cái lô đai châu lá mít, hàng đang siêu nụ luôn. Các bác nhìn thấy nụ này, trông ngon chưa? Cái lô này nó chủ yếu nó là màu đỏ đốm và đỏ sắc pháo nha các bác nhá. Đây các bác nhìn này, cây nào cũng đang có nụ nhá. Đấy, hôm nay cây này nó đang nỗi nụ, nó đang có nụ này. Em cho các bác xem mặt hoa nhá. Mặt hoa đỏ đốm. Đây. Đốm rất là nhiều loại đốm. Sắc cái lô này nó chủ yếu nó là đỏ đốm và sắc pháo thôi các bác nhá, nó chỉ có hai màu thôi. Đẹp chưa các bác? Nói về cái dòng nghinh xuân này thì hoa cực kỳ là thơm luôn. Hàng đang có nụ này, em thanh lý vì tội gì? Thi thoảng lá nó bị nỗi lỗi này. Đấy, lỗi vận chuyển nhá. Đấy, nó nỗi lỗi nó xước xước và nó không trông nó không được mát mắt lắm. Em thanh lý giá 170k một chậu. Giá trên chưa bao gồm phí ship. Đấy, em nhìn cho các bác xem này. Hàng này hàng lỗi lá nhá các bác nhá. Đây này, lá nó thi thoảng thoảng bị như này. Hoặc là bị một cái vết sâu sâu này. À, vết sâu sâu ở dưới lá này, dưới cái lá chân này. Hoặc là nó là một cái vết nó bị nứt nứt vận chuyển ấy. Đấy, em thanh lý 170k một em. Em chỉ còn bằng này thôi chứ không còn nhiều. À, mua nhanh thì còn. Và đây là cái đồ đai châu rừng bóc trụ, cây siêu to khổng lồ nha các bác nhá. Lá xếp mít này. Đẹp cực kỳ luôn ý. Hàng bóc trụ nhá, cho nên là cái lá chân này nó không được đẹp này. Bây giờ các bác... còn cái lá trên ngọn thì bao đẹp, bao lỗi lá cho các bác. Hàng này về, các bác vì chỉ việc cấy vào gỗ thôi nhá. Em đã xử lý hết rồi, kích rễ cái thứ hết rồi. Đấy. Về có cái rễ nào nó thi thoảng nó khô thì các bác cắt đi cho em. Trung bình là một cây này. Úi dồi ôi, toàn cây tiêu siêu to khổng lồ. Trung bình một cây nó phải 3-4 nụ. Cây nào cũng đang có nụ nhá. Đây này các bác nhìn đi này. Ví dụ như cây này 3 nụ này. Đấy. Hàng này nó dao động, nó trung bình nó một cân nó rơi, một cây nó rơi vào tầm 6-7 lạng một cây nha các bác nhá. Em bán với giá là 420.000 một kg. Hàng mít xếp, các bác nhìn này, bản lá này siêu to khổng lồ luôn. Ngoài ra em vẫn còn hàng nhỏ một cân 3-4 cây em bán 400.000 một kg. Còn cái hàng lớn này này, cây nào cũng có nụ 3-4 nụ nha các bác nhá. Em bán 420.000 một cây, à 1 kg, 420.000 một kg, cây siêu to khổng lồ, tầm 6-7 lạng nha các bác nhá. Đấy. Hàng này chỉ có một màu hoa trắng tím thôi các bác nhá. Đây em có hàng này thì còn hàng nhỏ hơn em có là giá 400.000 một kg, cũng bao hàng đẹp, bao hàng lỗi lá cho các bác nhá. Cây nào cũng có nụ. Các bác nhìn xem. Đẹp ơi là đẹp luôn ý. Và đây là cái lô vũ nữ hoàng hậu xanh nhá. Hàng nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan. Đây, các bác nhìn thấy bộ rễ có sướng hơn không? Sướng cực kỳ, trông cực kỳ đẹp, cực kỳ mát mắt này. Các bác nhìn này. Đấy. Một chậu siêu to khổng lồ như thế này. Úi dồi ôi, to lắm ý. Này, em bê này. Chĩu cả tay xuống. Chĩu cả tay này. Một chậu siêu to khổng lồ này nó có từ 5-6 thân trở lên nhá. Đây. Lá sọc nha các bác nhá. Lá sọc. Lá sọc. Một chậu này nó có từ 5-6 thân trở lên nhưng mà nó có nhiều thân hơn nhưng em chỉ nói vậy thôi. To lắm cơ. Cầm chĩu cả tay xuống. Em cho các bác xem mặt hoa này. Đầu tiên là cái mặt hoa xanh cốm này. Đấy các bác nhìn đẹp không?
Nói về cái dòng hoa này thì cực kỳ là thơm. Thơm lâu tàn, nó tầm hơn một tháng cơ nó mới tàn cơ. Hoa nở trực tiếp nhà em rồi em biết. Đấy, xanh cốm này, da báo này. Đấy, da báo nó có mấy màu da báo này, đỏ có nhưng mà rất ít các bạn ạ. Đốm nâu này. Đấy. Cái hàng này này, hàng Thái Lan cho nên nó nhiều màu, nó không như hàng Việt Nam nha các bác nhá. Em sẽ nhặt xổ số cho các bác thôi, em không nhặt được chính xác 100% đâu. Lá sọc nhá. Một chậu siêu to khổng lồ như thế này. Đây em cho các bác xem chi tiết này. Đấy các bác nhìn đấy. Siêu to khổng lồ bộ rễ yêu ơi là yêu này. Một chậu như này em chia sẻ đến các bác giá cực kỳ yêu thương luôn. 220k. Một chậu. Giá trên chưa bao gồm phí ship, bê nặng chịu cả tay này. Giá trên chưa bao gồm phí ship nha các bác nhá. Củ cực to luôn, siêu to luôn. Trên thị trường người ta đang bán 250. Em bán chỉ có 220k thôi. Hàng hoa siêu thơm siêu đẹp luôn. Siêu thơm siêu đẹp luôn. Các bác nhìn đến nhà em đẹp không? Hàng nhập trực tiếp cho nên là em bán giá lên tay các bác rất là yêu thương luôn. Đấy. Giờ ngắm cái bộ rễ nó cũng đã thích thì đáng yêu rồi. Về cái này thì các bác lên sang một cái chậu đẹp. Để cho nó, các bác cho thêm vỏ thông vào. Để cho nó đẻ thêm được nhiều con. Nó chậu nó tốt. Đấy các bác nhìn thấy đẹp không? Giá cực kỳ yêu thương nhá. 220k một em. Giá trên chưa bao gồm phí ship. Sau đây em tiếp tục đi mặt hàng khác để em giới thiệu đến các bác ạ. Em giới thiệu tiếp đến các bác một cái lô cát một lá nhá. Siêu to khổng lồ luôn. Đây em đo chiều dài này các bác nhìn này. Chiều dài này. Đấy, chiều dài hai găng tay nhá. Đây em cho các bác xem mặt hoa này lần này em nhập cái lô này nó có gồm có những mặt hoa này. Đấy các bác xem này, toàn mặt hoa mới nhá. Mặt hoa nhà vườn họ mới được lai tạo này. Đấy. Đặc biệt lần này nó có cái mặt hoa này nó còn siêu đẹp luôn. Cánh trắng mũi đỏ nha các bác nhá, cánh trắng mũi đỏ. Hàng này em sẽ nhặt tương đối màu hoa cho các bác, chứ em không nhặt chính xác được cho các bác đâu nhá. Em bán giá cực kỳ yêu thương luôn. Combo này. Này em bán combo nhá. Combo bo 3 chậu như thế này. Combo 3 chậu như này em bán 350.000. Giá trên chưa bao gồm phí ship nha các bác nhá. Giá mùa dịch quá là yêu thương rồi. Một chậu nó có trung bình nó có nhiều thân hoặc ít thân, nó phụ thuộc vào màu hoa nha các bác nhá. Đây. Em đo găng tay đây cho các bác xem này. Hàng siêu to nhá. Siêu to này. Siêu to siêu dài luôn. Củ to nhá. Củ to lá dài nhá. Hàng cát một lá. Mặt hoa hot hit luôn. Mặt hoa em sẽ dán lên màn hình cho các bác để các bác lựa chọn nhá. 350k. 3 chậu giá trên chưa bao gồm phí ship. Em quay cái chỗ này nó hơi bị nắng một tí. Đây hàng về này. Các bác nhìn bộ rễ nó có sướng không không? Mênh mông bát ngát luôn nhé các bác nhé. 350.000 ba em, giá trên chưa bao gồm phí ship, em bán combo. Còn đây là cái lô hoàng nhạn lá xếp nhé các bác nhé. Hoàng nhạn lá xếp, nói về đến cái dòng nhạn ấy thì cực kỳ thơm. Hoàng nhạn này, hoàng nhạn hàng Thái các bác nhé. Hàng hoàng nhạn lá xếp hàng Thái. Hàng Thái nó có một cái ưu điểm của nó là nó không ra cố định vào tháng mấy. Hoa nó sẽ nở rải rác từ tháng 4 cho đến tháng 10 nha các bác nhá. Một chậu vậy nó trung bình nó có 2 cây lá xếp này. Đấy, một chậu có 2 cây. Em cho các bác xem này. Em cho các bác xem mặt hoa nhé. Nói về dòng hoàng nhạn này, hoa cực kỳ thơm luôn. Mà sai hoa, hoa thơm lắm cơ. Em nói lại nó cho các bác nghe nó rõ một lần nữa nhá. Hàng hoàng nhạn Thái nó nở hoa rải rác từ tháng 4 cho đến tháng 10, chứ nó không có cố định tháng 4 hay tháng 8 như hàng rừng mình nhá các bác nhá. Một chậu như này em chia sẻ đến các bác giá cực kỳ yêu thương luôn. Trên thị trường người ta đang bán 220.000, em bán chỉ được qua 200.000 một chậu 2 cây. Đây các bác nhìn thấy chưa? Hàng lá xếp nhá, nó trung bình nó đôi 4, trung bình 5 6 cặp lá trở lên, trung bình 5 cặp lá một cây trở lên nhá các bác nhá. Hàng lá xếp này các bác này. 200k một chậu, giá cực kỳ yêu thương luôn. Hoa thơm lắm ý. Tiếp theo đây em giới thiệu với các bác một mặt hàng nữa.
Em tiếp tục giới thiệu với các bác một mặt hàng nữa. Đó là mặt hàng Vanda Lai Châu. Đây. Cái hàng này thì cây nó trung bình nó có từ đôi 4, 6, 7 cặp lá, 6-7 cặp lá trở lên nhá. Cây siêu đẹp này. Cây này là cây trưởng thành rồi các bác nhá. Hàng này nó chỉ Vanda Lai Châu này nó chỉ có một màu hoa duy nhất, đó là xanh blue. Đây em cho các bác mắt xem mặt hoa đây. Xanh blue. Cực kỳ đẹp luôn. Nói về cái dòng Vanda Lai Châu này thì hoa cũng cực kỳ thơm. Và một cái ưu điểm nữa đó, nó là hoa nở quanh năm nha các bác nhá. Hoa nở quanh năm hết đợt này đến đợt khác. Bây giờ chuẩn bị bắt đầu lại bước vào mùa hoa nữa rồi đây này. Hàng này thì khả năng nó là chuẩn Tết nha các bác nhá. Một năm nó phải ra 4-5 lần, cứ hết đợt hoa nọ đến đợt hoa kia. Hàng này em chia sẻ đến các bác giá siêu yêu thương luôn. Đấy, dễ đẹp thôi. Giá 150k một em, giá trên chưa bao gồm phí ship. Vanda Lai Châu màu xanh blue. Giá cực kỳ, cây cực kỳ đẹp luôn. Cực kỳ mướt nhá. Đây các bác nhìn này. Đây, 6-7 cặp lá này em đo găng tay này. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? 6-7 cặp lá nhá. Hàng siêu đẹp, siêu yêu thương luôn. 150k một em. Vanda Lai Châu. Tiếp em giới thiệu với các bác một mặt hàng nữa đây ạ. Em giới thiệu tiếp đến các bác một mặt hàng hot hòn hoạt nữa. Đó là dòng đang cực kỳ mới luôn. Kiếm Taiwan Gold. Hàng này xuất xứ đó là giống định hình và phát triển ở Đài Loan. Nhưng mà Thái Lan về nhân giống. Thái Lan về nhân giống và phát triển này. Hàng chuẩn mặt hoa nha các bác nhá. Đây em cho các bác xem này. Một chậu như này này. Thân bản lá to này. Thân bản lá to lá láng này. Thân côn tít luôn các bác nhá. Một chậu như vậy nó có trung bình từ 5-6 thân trở lên. 5-6 chân thân trở lên. Cây trưởng thành nha các bác nhá. Em đo găng tay các bác này. Em đo găng tay này các bác nhìn thấy chưa. Đấy, một chậu của nó sẽ có thân dài, thân ngắn. Lá dài, lá ngắn. Đây, thi thoảng nó chỉ bị một lỗi này, thi thoảng thôi, không tránh khỏi. Hoặc nó xước xước tí vận chuyển. Em cho các bác xem mặt hoa đây. Mặt hoa này, chuẩn mặt hoa nhá, bảo hành mặt hoa cho các bác nhá. Bảo hành mặt hoa. Đây là mặt hoa nhà vườn đưa cho em. Hàng đã sổ dọc mặt hoa rồi, em bảo hành chuẩn mặt hoa. Một chậu như thế này. Lá siêu to khổng lồ luôn. Một chậu như thế này em bán chia sẻ đến các bác giá cực kỳ yêu thương luôn. Kiếm trưởng thành 500k một chậu nha các bác nhá. 500k một chậu, giá trên chưa bao gồm phí ship này. Em bảo hành mặt hoa cho các bác nhá. Giá trên chưa bao gồm phí ship. Taiwan Gold. Một dòng kiếm giống Đài Loan nhưng Thái Lan nhân giống và phát triển nhá. Hàng về bao la luôn. 500k một em nhá. Hàng là Taiwan Gold cây trưởng thành ạ. Đấy. Hoa cực đẹp luôn. Vôi tím Myanmar nhá. Hàng hoa đẹp cực kỳ luôn các bác nhá. Em thì nói qua về cái hàng vôi tím Myanmar này cho các bác này. Cái hàng này riêng là thân nù đốt ngắn này, các bác nhìn thấy chưa? Thân ngủ đốt ngắn. Cái thứ nhất, thứ hai, các bác chăm sóc tốt, biết cách cắt nước. Cái tầm tháng 12 dương lịch là các bác cắt nước, các bác không tưới. Thì nó lúc cái khi đấy, bây giờ cây bắt đầu nó đã thấp ngọn, nó rụng lá rồi thì nó sẽ ra hoa chuẩn Tết. Như các bác nào mà mua của nhà em những năm trước ấy, thì đấy, Tết là hoa rực rỡ luôn. Hoàng thảo vôi tím Myanmar. Em cho các bác xem mặt hoa này. Nói về cái dòng này thì hoa nó cực kỳ thơm nhá. Hương thơm rất là quyến rũ. Hàng này em chia sẻ đến các bác một bảng như này là tầm 9-10 ngọn. Em chia sẻ đến các bác giá cực kỳ yêu thương luôn. 200k nhé các bác nhé. Độc chỉ có 200k. Nhà bác nào mà thích chơi chơi giày hoa ấy, thì mình nên làm hai giò và mình ốp lưng vào nhau thế này. Mình treo lên thì nó sẽ ra một suối hoa luôn các bác nhé. Sẽ ra một suối hoa. Đây em cho các bác xem mặt hoa lại một lần nữa nhé. Đấy, các bác cứ tháng 12 dương lịch, các bác cắt nước, tưới ít nước vào thân thôi. Chủ yếu là tưới vào gốc thì nó sẽ ra hoa chuẩn Tết luôn cho các bác nhé.
Đây là hàng giờ đang xuống lá này, chuẩn bị chờ hoa nhá. Giá cực kỳ yêu thương 200.000 một bảng nhá, chưa bao gồm phí ship.